thông báo số 1633 CV trên TU của tỉnh ủy Sóc Trăng về việc thực hiện nghiêm quy định của đảng pháp luật nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như sau. 1. Quán triệt thực hiện nghiêm chương trình số 40 CTR trên TU ngày 8 tháng 9 năm 2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 23 CT trên TU ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới chỉ thị số 10 trên CTTTG ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới và kế hoạch số 220 trên KHUBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cán bộ đảng viên công chức viên chức lực lượng vũ trang nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành nghiêm túc và tích cực vận động người thân chấp hành nghiêm luật phòng chống tác hại của rượu bia và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện giao thông Hai, người đứng đầu các đơn vị địa phương phải gương mẫu và thường xuyên nhắc nhở giáo dục, chấn chỉnh cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, quyết tâm hình thành bằng được thói quen văn hóa không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia. 3. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông theo quy định của Đảng Pháp luật Nhà nước, quy định số 69 QĐ trên TU ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu sự can thiệp của tổ chức cá nhân nào. Thay mặt Ban thường vụ, Phó Bí thư thường trực Hồ Thị Cẩm Đào đã ký.